Chào tất cả anh em xem clip của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chở cái dàn áo của anh Lan. Thì anh Lan ở Bình Tân. Ảnh cái anh này á, là cái dàn áo này là dàn áo của ảnh nha. Anh em qua cho mình xử lý bát. Thì mà anh em coi cái dàn áo mà trước và sau khi xử lý của ảnh nha. Mình sẽ chèn cái clip vô đây. Anh em cũng coi xong cái clip phải không? Nói thật sự là với anh em á, là cái dàn áo của anh Lan khi mà đem qua nó thật sự là nó nát bành chành, nhưng mà được có một cái là ảnh không có, chẳng qua là ảnh không có đem đồ qua nhiều, anh em hiểu không? Anh không có đem đồ qua nhiều, anh chỉ đem vài món thôi, ví dụ như là nửa con sao. Về trước thì của ảnh là alpha, ốp phục alpha, nhưng mà chỉ có được một bên thôi, một bên là lô, thì mình lấy một cái khác mình bỏ vô cho ảnh. Đó, với ảnh không có đem mặt nạ, nói chung là đồ của ảnh đem qua thì chỉ có nửa con sao và bửng ngoài. Ê, bửng trong, cái dàn áo anh không có bửng ngoài nha, nửa con sao bửng ngoài. Thì mình thấy nói thật sự là có mấy món à, thôi mình cũng cố gắng cứu cho ảnh đi. Chứ còn nhiều anh em á, đem full một cái dàn qua 13 món mà bể gãy như cái dàn áo của anh Lan, thì nói thật sự là em không có cách nào mà em cứu đâu nha anh em. Nói thẳng với anh em luôn, không có cách nào mà để cứu. Nó đuối lắm anh em, là cái dàn áo này mình cứu cho anh Lan. Nó nói chung là mình cứu, rồi sau đó mình bù cái mặt nạ, mình bù ấp phuộc, mình bù về trước, là cái về trước của ảnh đem qua, nhưng mà cái về em pha luôn nha, nhưng mà dạng nó bị tét chính giữa anh em, dạng như nó bị đụng, nó bị tét chính giữa luôn rồi. Nên thôi thà nó bị mỏ trước mỏ sau thì mình còn cứu được, còn này bị tét chính giữa thì nó cũng không an toàn. Thôi mình lấy cái có cái về em pha mình bỏ vô cho ảnh luôn. Thì thêm cái mua gùa nữa đó, thêm cái mua gùa nữa thì bộ mua của em pha cho anh nha. Tại thật sự anh cũng không có quan trọng đồ em pha, đồ thái miễn sao zin lượm đó. Rồi thì cứu cho anh, vừa cứu vừa bù đồ luôn là 1,1 triệu nha anh em. Bù mặt nạ về trước có phục mua gùa đó là 1,1 triệu. Rồi anh em đi vô coi chi tiết cái dàn áo của anh Lan nha. Đây cái đầu đèn mạnh sáng mình lao bằng ướt nên nó gọi hết anh đó. Này cái bát này mình cú nè, bát này mình cú mình bao bẻ nha, bao bẻ anh em, không thể nào mà bẻ được nha anh em. Cho anh em lấy kìm bấm luôn, bấm thì nó sức bay ra luôn cái cục này, chứ nó không thể nào mà nó gãy ngang được. Đây cái bát này mình cú lên nè, bữa hổm là nó rụng luôn đó, mình cú lại anh em coi mặt trong nè đó, chứ không phải đắp một cục này thấy ghê đâu nha. Rồi mặt nạ thì mình dán tem nha anh. Rồi nạ có con này dạng như
ta 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 ông thợ sơn ông hấp sao mà nó có mấy cái chỗ ví dụ như này nè anh em, đó đó dạng như nó hấp nóng quá anh em, nóng quá rồi nó bị chảy á, nè nó bị chảy, người đụng cái tay vô nè, nó rồi ok mặt nạ. Rồi đi vô ốp phuột thì ốp phuột em pha không có gì để quay, nó không gãy bát, mình cũng lấy một cái phuột em pha không gãy bát để vô cho nó luôn. Đó. Rồi, nữa còn sao? Này Mạnh dán tem 3 lớp ngoài chợ cho ảnh thôi, chứ không có dán tem của Mạnh, phải tem của Mạnh là hết rồi. Nữa còn sao thì quay Thái. Đó. Thì cái bát này nè, bữa hổm là nó tét một đường luôn em. Nó tét từ đây nè, tét dài xuống dưới này nè. Đó. Nó thật sự là nó mắc luôn cái bát này luôn đó, mạnh mới cứu lại cho anh đó. Còn chỗ này nè, chỗ này là bữa hổm nó bị tét một đường luôn, bị tét một đường luôn nha, nhưng mà mạnh cứu lại anh đó rồi. Ừ. Nha, nó còn dấu tét theo cái này nè anh em, mạnh cứu mặt ngoài đó. Còn bữa hổm anh em qua là không có cái này luôn nha, nó mắc tiêu cái này luôn đó. Mạnh mới lấy một cái bát khác, mình bẻ vô mạnh hàng cho anh. Ừ. Đó. Nói chung là cứng cáp nha. Cái bát này cũng vậy, bữa hôm cũng bay bạ rồi. Mình cũng hàng lại cho anh coi cứng cáp đẹp đẽ. Đó. Rồi thêm cái này nữa. Bữa hổm anh em qua cái này nó cong lên thấy ghê lắm anh em. Nó giãn lên, nó giãn lên tới trên này nè. Đó, họ lên tới trên này thì mình mới khò lửa. Mình mới khò lửa mình bẻ lại cho anh được, nói chung là tạm thôi anh em, chứ không có được nhiều đâu. Chung là đỡ hơn cái của ảnh bữa hổm nhiều lắm. Tại bữa hổm qua một cái trời nhìn thấy hết hồn mà. Nói chung đồ của ảnh nãy giờ mà có một miếng này mà kể ra thì anh em biết nó xấu cỡ nào, nhưng mà cuối cùng làm vậy nè. Nè, anh em coi nè, coi sơn. Đó. Nói chung là ghê lắm anh em ơi. Được hổm bay mất cái bát này luôn, mình cũng làm lại cho ảnh. Cái bát này cũng bay luôn, mình cũng có làm lại cho ảnh. Đó. Đây thì cái dấu này là dấu của thợ sơn của người ta nè. Thợ sơn mảnh hàng nè. Mảnh hàng mình không có để gì đâu. Mảnh hàng lúc nào cũng có dấu mài vậy đó. Đây, bữa hổm bị tét như này thì mình có chấm lại cho ảnh luôn. Đó. Cứng nha. Rồi, bữa hổm bị mất cái khúc này. Đó, mình có làm lại luôn. Nói chung là nữa còn sao, bữa hổm anh em qua thì chẳng qua là anh em đồ ít quá thì cứu giùm ảnh, chứ đáng lẽ cũng không cứu đâu anh em. Nếu mà anh em qua nhiều full vàng chắc không cứu đâu, ông không có thể nào mà cứu nổi, tại cứu cái giá tiền rất là cao. Cái ốp bình của anh thì đẹp nha, đó ốp bình của anh bị thì đẹp. Rồi cái mua vừa bữa hổm anh em qua thì bị like, thì mình lấy cái mua cho anh thôi. Đó rồi có cái giày trước thì giày trước thì mạnh lấy cái giày em ha, không có bị bể không bị nứt gì cho anh ấy, nhưng nói chung là còn cái thinh thì thôi bỏ trong thùng để yên trong thùng để không đụng đầy gì tới nó. Thì sẵn này nói lên cái câu chuyện anh em luôn nên cái chuyện hôm qua mà mạnh nhờ anh em kiểm tra cái dàn áo của anh em trước khi mà gửi cho mạnh á, thì nó cũng là một cái trong những cái lý do này nè anh em. Thật sự nếu mà cái dàn áo của anh Lan nha, nếu mà một cái dàn áo của anh Lan mà anh em bao full vàng mà món nào cũng như mà nửa con sao như thế này thì thật sự là mình không có cứu nổi nha, không có cứu nổi. Mà nếu mà cứu thì giá rất là cao, nó hẳn ra luôn. Tại vì một cái miếng này không sơ sơ để mình miếng đếm này, một chỗ, hai chỗ, ba chỗ, bốn chỗ, năm chỗ, một cái miếng này không mà năm chỗ, năm chỗ. Nếu mà thông thường mình nhận á, cái miếng này mình xử năm chỗ tệ lắm cũng phải 200.000, 200.000. Mà có chỗ này nó nặng, chỗ này nó nặng, nó mắc bát được luôn. Đó, chứ đâu phải là đâu phải dễ đi kiếm cái bát này để hàng vô đâu anh em. Có thì nó đỡ, không có phải ngồi chế đó cực lắm đó. Mà mình cứu luôn hết trơn cho ảnh luôn, mà bù đồ cho ảnh luôn, mà nhận ảnh chịu mốt. Thật sự là anh này thấy cũng dễ thương, nhận chịu mốt. Thì hên một cái á, hên một điều á là ảnh không có, nói chung là cái đồ anh em qua có đồ âm pha nên ảnh không có quan trọng. Mà cái chuyện em 310 thì mình lấy ví dụ như cái phuộc nè, mình lấy cái phuộc em pha còn nguyên
còn nguyên bát thảy vô cho ổng. Cái mua gùa cũng vậy, còn nguyên bát thảy vô đó. Rồi hên cái là ảnh không có bẩn ngoài nữa nên cũng đỡ, chứ ngồi mà xử lý cặp bẩn ngoài nó ngán lắm anh em ơi. Nó thật sự cái bẩn ngoài mà bể gốc kính xử lý ngán ngán kinh khủng khiếp. Nên anh em có gì cứ việc kiểm tra trước giùm mạnh, rồi chụp hình hoặc là quay clip như thế nào đó. Ừ mạnh ơi, cái chỗ này của anh bị bể nè, chỗ kia của anh bị bể nè, anh em cứ việc một là anh em chụp hình, hay là anh em quay clip anh em gửi qua cho mạnh, mình sẽ xem cái dàn áo đó coi bao lỗi bao nhiêu chỗ, mà những cái chỗ đó xử lý nó có tốn thời gian hay không, thì lúc đó mình mới biết là mình báo giá anh em là mình nhận xử lý cái dàn áo đó bao nhiêu đó. Như anh Gia, như anh Lan này nói thật sự là đáng lẽ gặp không nhận đâu, nhưng mà do là nó thật sự cái đồ ảnh gãy nhiều thì anh em, nhưng mà còn cái nhựa còn rất là còn gọi là rất là dẻo nha. Nổi cái chỗ này thôi nè anh em, coi cái hình này nãy á, nó cong lên tới trên luôn anh em, có nghĩa là không biết là bị đâm đụng đậu gì đó hoặc là bị gì đó mà không biết, nhưng mà nó cong lên tới trên luôn, nhưng mà không nứt là không nứt nha, không nứt, nó còn rất là dẻo. Còn như cái dàn áo mà của anh bé cũng coi được cái clip này nữa nè, thế nào cũng muốn vô coi à, ổng gặp luôn đó anh em. Qua nói chung là đồ của ảnh ít gãy hơn cái đồ của anh bé, nhưng mà bị nứt nhiều đó anh em. Nói chung là nó nứt, nó găng theo mấy cái đường này, rồi mấy cái đường mép này nè, mấy đường mép này nó găng, nó găng, nó sắp, nó nói chung là nó sắp rụng hết trơn à, nứt găng vô tầm khoảng hai ba phân gì đó, mà nó có dấu nứt vậy, nó có dấu gẹn này. Thì những cái dàn áo đó xài không được bền, mặc dù là cứu thì vẫn được, nhưng mà xài không được bền nên thôi mạnh không cứu. Còn cái dàn áo của anh Lan này nè, tuy là bể nhiều thiệt nhưng mà cái nhựa của người ta còn dẻo đó, cái nhựa còn dẻo nha, thì cứu. Tại vì sao, khi mà cứu lợi thì cái này sẽ xài chất lượng hơn đằng kia nhiều đó. Rồi thôi, anh Lan vô nhận cái dàn áo của mình nha, chiều qua lấy được anh. Cảm ơn em xem clip.